Chúng ta sẽ xem xét việc chứng minh cái định lý về tính đơn điệu ngặt của một hàm số ha. Cụ thể phát biểu định lý như sau. Cho F thỏa các cái điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất, F liên tục trên đoạn AB. Có đạo hàm trên khoảng AB và đạo hàm trên khoảng đó không âm. Và điều kiện thứ ba là điều kiện về cái dấu bằng ở cho cái điều kiện thứ hai xảy ra tại hữu hàng điểm, tức là phương trình f phải bằng không có hữu hàng nghiệm trên khoảng AB. Từ ba điều kiện trên chúng ta sẽ có F đơn điệu, F là tăng hàm tăng ngặt. Chúng ta có thể tăng ngặt trên D trên cái đoạn AB không? Lưu ý rằng chúng ta có thể thay đổi dấu lớn hơn bằng này ở cái điều kiện thứ hai bởi dấu nhỏ hơn bằng, và lúc đó chúng ta sẽ có kết luận về tính giảm ngặt của hàm số trên cái đoạn AB. Trước khi chứng minh chúng ta sẽ nhắc lại cái khái niệm hàm như thế nào là tăng ngặt, định lý Lagrange và cái kết quả đơn giản hơn so với cái định lý này. Chúng ta sẽ sử dụng kết quả đó và chứng minh kết quả đó nhờ vào định lý Lagrange, sau đó dùng kết quả đó để chứng minh lại định lý này. Thì trước hết chúng ta nhắc lại cái định lý cái khái niệm đơn điệu ngặt, tăng ngặt, định nghĩa. Ta nói F tăng ngặt trên D. Tất nhiên là chúng ta phải xem xét là cái hàm đã có được hàm F đã xác định trên D ha. Nếu mỗi thi thuộc D thì chúng ta sẽ có được sao cho ít nhỏ hơn y, thì chúng ta sẽ dẫn đến là Fx nhỏ hơn Fy, tăng ngặt ha. Bên đây là nhỏ hơn, bên đây cũng là nhỏ hơn. Chúng ta nhắc lại cái định lý Lagrange. Các điều kiện của định lý Lagrange như sau. F liên tục trên đoạn AB. F có đạo hàm trên khoảng AB. Từ hai cái điều này, chúng ta sẽ dẫn đến tồn tại C. C thuộc khoảng và AB. Sao cho F phẩy C bằng FB trừ FA trên cho B trừ A. Hay là FB trừ FA bằng F phẩy C nhân B trừ A. Đây là định lý Lagrange. Chúng ta sẽ trước khi chứng minh cái định lý này, chúng ta sẽ sử dụng một cái định lý phụ. Định lý phụ đó được dẫn ra từ định lý Lagrange. Định lý không. Bổ trợ là một phiên bản đơn giản cho cái định lý trên. Chúng ta có được cái hàm F liên tục trên đoạn AB.
và đạo hàm có đạo hàm trên khoảng AB và đạo hàm dương với mọi thuộc khoảng AB. Có hai điều này chúng ta sẽ dẫn đến S làm tăng ngặt trên đoạn B. Chúng ta sẽ sử dụng định lý Lagrange để chứng minh định lý không, và sau đó chúng ta dùng định lý không để chứng minh định lý một, định lý trên, định lý cơ ban đầu, cái mục tiêu của chúng ta chứng minh. Ta lấy hai con x y lấy đi thuộc đoạn AB và x nhỏ hơn y. Ta sẽ chứng minh fx nhỏ hơn fy. Thì chúng ta sẽ sử dụng định lý Lagrange cho cái hàm f trên cái đoạn y. Chúng ta lưu ý rằng ở đây thì chúng ta có được rằng là f liên tục trên đoạn AB, thì đoạn XY này nó nằm trong cái đoạn AB, do đó nó liên tục trên đoạn AB và cái khoảng XY nó nằm trong khoảng AB, do đó chúng ta cũng sẽ có được f nó có đạo hàm trên khoảng XY và đạo hàm chúng lát nữa chúng ta sẽ sử dụng thông tin về đạo hàm dương ha. Tồn tại C thuộc vào khoảng AB và với D. Tất nhiên là C nó cũng thuộc khoảng AB ha. Sao cho FI trừ FX bằng F'C nhân cho Y trừ X. Chúng ta lưu ý rằng là chúng ta biên đảo một chút cái định lý Lagrange nhân hai vế cho B trừ A nè. Thì chúng ta có FB trừ FA bằng FAC nhân B trừ A. Có điều này. Mặt khác, C nó thuộc vào cái khoảng AB ha. Bởi vì cái khoảng XY nằm trong khoảng AB nên F'C dương. Bất kỳ con số nào nằm trong trong cái khoảng AB thì đạo hàm của thằng số tại đó tồn tại và đạo hàm tại đó dương. Do đó kết hợp với điều trên chúng ta sẽ có được là FI trừ FX bằng F'C nhân Y trừ X. Ở đây Y lớn X, do đó Y trừ X dương, F'C dương dẫn đến FI trừ FX dương, hay là FI lớn FX. Chúng ta kết thúc chứng minh. Thì chúng ta sẽ có với bất kỳ con y nằm trong cái đoạn AB thì chúng ta sẽ có được với x nhỏ hơn y thì chúng ta sẽ có dẫn đến fx nhỏ hơn fy. Điều này có nghĩa là chúng ta đã hoàn tất cái việc chứng minh f là hàm tăng ngặt trên đoạn AB. Lấy là lấy bất kỳ ha, lấy bất kỳ thỏa điều kiện, bất kỳ y thuộc vào đoạn AB thỏa điều kiện x nhỏ hơn y. Sao cho vậy chúng ta đã hoàn tất việc chứng minh cái hàm số tăng với cái điều kiện là dương, cái đạo hàm dương hẳn trên cái khoảng AB. Bây giờ chúng ta quay lại áp dụng cái định lý đó để chứng minh cái định lý trên, định lý gốc. Này là đạo hàm lớn bằng 0 và phương trình f phải x bằng 0 có hữu hàng nghiệm trên khoảng AB. Chứng minh cái định lý cái ban đầu. Đây là chứng minh cái định lý ban đầu ha. Lý sau đi, định lý 1 đi.
Trong trường hợp mà cái phương trình f phẩy bằng không vô nghiệm thì chúng ta là chính là cái định lý không ha. Trường hợp 1. Ở trường hợp 1 ha. Phương trình f(x) bằng không vô nghiệm. Vô nghiệm trên khoảng AB. Ý được chứng minh. Đó chính là định lý không. Trường hợp 2. Giả sử phương trình f(x) bằng không có n nghiệm ha. Có n trừ 1 nghiệm ha, cho để cho tiện đánh dấu ha. Ở đây n của mình lớn hơn bằng 2 ha. Rồi, cái số nghiệm của mình lớn ít nhất 1 nghiệm. Có n trừ 1 nghiệm trên khoảng AB. Nghĩ rằng là chúng ta phương trình này có hữu hạn nghiệm trên khoảng AB ha. Rồi, chúng ta gọi các nghiệm đó nghiệm là x1, x2, vân vân, xn trừ 1. Chúng ta sẽ đặt x0 bằng A và xn bằng B. Đây cũng là lý do tại sao mình sẽ gọi phương trình này, giả sử phương trình này có n trừ 1 nghiệm ha. Thật ra chúng ta có gọi, nếu phương trình này có n nghiệm thay vì n trừ 1 thì chúng ta có thể đào điều chỉnh hệ số. Cái đây là xn cộng 1 ha. Cũng không ảnh hưởng gì lắm. Rồi, chúng ta sẽ xem xét cái đoạn AB ha. Chúng ta xem cái hình ảnh. Đây là x0 bằng A, x1, x2, xn trừ 1, xn là B. Thì chúng ta sẽ xem xét cái phương trình này chỉ có phương trình f(x) bằng không chỉ có nghiệm x1 tới n trừ 1 trên khoảng AB. Thì như vậy chúng ta trên mỗi cái khoảng như thế này thì cái dấu của đạo hàm mỗi khoảng ha, không lấy hai đầu mút, thì dấu của đạo hàm nó luôn dương, trên khoảng này không chứa nghiệm của đạo hàm có không chứa nghiệm của phương trình f(x) bằng không trên khoảng AB, đồng thời đạo hàm nó lớn bằng không, do đó trên mỗi khoảng này đạo hàm nó dương. Thì chúng ta tận dụng lại cái định lý không để chúng ta có được cái sự đơn điệu của hàm số. Ta cũng làm chứng minh tương tự như bên trên. Lấy bất kỳ hai con y ha thuộc vào cái đoạn AB. Thỏa điều kiện x nhỏ hơn y, ta sẽ chứng minh f(x) nhỏ hơn f(y) ha. Khi điều này xảy ra sẽ dẫn đến con xy của mình, hai con x và con y này nó rơi vào cùng một khoảng ha, hoặc là nó nằm ở hai khoảng khác nhau. Trường hợp 1, trường hợp mà 2.1 chứ ha, em sẽ trường hợp 2, trường hợp 2.1 tồn tại con y một cái tập từ 1 cho đến n cho x và y đều cùng thuộc vào một cái khoảng xy trừ 1 xy. Nếu cả hai con xy mình cùng rơi vào một khoảng thì chúng ta áp dụng cái định lý không ha, trên cái đoạn này nè, trên cái đoạn xy trừ 1 xy. Thì cái hàm số này có liên tục trên đoạn này ta có
ép liên tục trên đoạn xd trừ 1 với đi. Và đạo hàm của hàm F nó dương trên cái khoảng này, trên khoảng x y trừ 1 đi. Do cái hàm số nó chỉ đạt được đạo hàm của hàm F này trên xét trên khoảng AB thì nó chỉ có đạt được chỗ bằng tại những cái điểm xy y chạy từ 1 đến n trừ 1. Do đó trên cái giữa hai cái con liên tiếp này chắc chắn là không chứa nghiệm của cái phương trình f x bằng 0. Do đó chúng ta áp dụng định lý không. F đơn điệu, F là hàm tăng. Trên cái đoạn xy trừ 1 xy. Và hai con xy nằm nó nằm trong cái đoạn này và ít nhỏ hơn y, do đó f ít nhỏ hơn y. Nếu như hai con xy của mình nó rơi vào hai cái khoảng hai cái đoạn khác nhau ha, thì chúng ta xử lý khác đi một chút. Trường hợp 2.1 2.2 tồn tại y xây thuộc vào cái tập từ 1 2 vân vân n sao cho x y sao cho y nhỏ hơn j, x y thuộc vào x x của chúng ta phải là x y thuộc vào cái khoảng nửa khoảng đoạn ha x y trừ 1 x y và y chúng ta thuộc vào cái đoạn x J trừ 1 x J. Ở đây lưu ý rằng y nhỏ hơn J ha, bởi vì x nhỏ hơn y. Thì nói chung là cái tình huống này tức là x nó rơi vào khoảng này, y nó rơi vào khoảng khác. Lúc đó chúng ta không thể áp dụng định lý không một cách trực tiếp mà chúng ta phải áp dụng một cách trung gian. Chúng ta chú ý là con y chúng ta rơi vào khoảng này. Đây chính là con xy trừ 1. Đây là xy. Trong đây lại có xy cộng 1 vân vân. Cuối cùng ở đây là xy trừ 1. Đây là xy. Thì con x của chúng ta nó nằm trong đây. X nằm trong đâu đây. Và con y nằm trong khu vực này. Chúng ta không trực tiếp áp dụng được định lý không, nhưng chúng ta có thể áp dụng nó một cách gián tiếp. Thì xét trên cái đoạn theo cái định lý theo định lý không ha, chúng ta áp dụng trên các cái đoạn này, x trừ 1 y, x cộng 1 vân vân, x trừ 1 x, chúng ta sẽ có áp dụng định lý không ha. Nó có F là hàm tăng, tăng ngặt trên mỗi khoảng, trên các đoạn, trên mỗi đoạn. X y trừ 1, x y cộng 1, vân vân, x j trừ 1, x j. Ta sẽ tận dụng cái tính chất đơn điệu này chúng ta để chứng minh được cái ở đây có một chút điều chỉnh ha, chỗ này y nó thuộc vào nửa khoảng thôi. Nếu như chẳng hạn như trong tình huống j trừ 1 nó bằng y, tức là hai khoảng liên tiếp này, nếu mà con
con y của chúng ta nó bằng cái đồng bút bên trái này thì nó cũng sẽ bằng đồng bút bên phải này khi mà rơi trùng một phần y, thì lúc từ tình huống đó thì nó tức là nó rơi vào hai con y con y nó rơi vào cùng một đoạn ha, là chính là trường hợp một. Chúng ta tiếp tục áp dụng cái tính đơn điệu ngặt của hàm số lên trên cái đoạn thứ nhất nè, đoạn cái y trừ một cái y, chúng ta sẽ có fx nhỏ hơn bằng fx fxy rồi, và lại áp dụng cho cái đoạn thứ hai, cái đoạn đoạn xy cộng 1 thì chúng ta có xy là nhỏ hơn y cộng 1, do đó chúng ta sẽ có được áp dụng đoạn thứ hai fxy cộng 1. Cứ như vậy chúng ta sẽ có được là nhỏ hơn f xj trừ 1. Và sau cùng chúng ta áp dụng trên cái đoạn nè, đoạn xj trừ 1 xj thì trên cái đoạn này hàm số đơn điệu tăng, hàm số tăng ngặt. Lúc đó chúng ta có xj trừ 1 là nhỏ hơn y, do đó fxj trừ 1 nó sẽ nhỏ hơn fy. Rồi. Chúng ta lưu ý rằng nếu như trong con xy nè, xy mà nó bằng con xy hay là con y bằng j trừ 1 thì lúc đó nguyên cái đoạn trung gian này nó không có ha. Nguyên cái đoạn này. Nguyên đoạn này sẽ không xuất hiện. Nếu nếu j trừ 1 bằng y. Được ha. Thì chỉ là một ghi chú thôi ha. Nếu như j trừ 1 đúng bằng y thì lúc đó cái phần trung gian này không có. Thì lúc đó chúng ta sẽ có fx nè, nhỏ hơn bằng fx nhỏ bằng y nè. Rồi lại hai cái chỉ số này bằng nhau nè. Thì lúc đó fy của chúng ta nó sẽ lại nhỏ hơn fxy nhỏ bằng fy. Như vậy mình sẽ có fx nhỏ hơn fy. Như vậy cả hai tất cả các trường hợp trên chúng ta đều dẫn đến fx nhỏ hơn fy. Như vậy chúng ta sẽ kết luận làm f chúng ta đơn điệu tăng ngặt, f của chúng ta tăng ngặt. Cơ bản là cái định lý về tính tăng ngặt của hàm số mà có đạo hàm không âm và dấu bằng xảy ra tại vô hàng điểm thì được chứng minh thông qua cái định lý về tính tăng ngặt của hàm số có đạo hàm dương trên khoảng, tức là số nghiệm của phương trình f(x) bằng không, là không nghiệm, không có nghiệm trên khoảng AB. Như vậy cơ sở chúng ta là dùng định lý Lagrange là để suy ra được kết quả đó. Tuy nhiên chúng ta không áp dụng một cách trực tiếp mà chúng ta phải dòng qua cái định lý không. Đó. Trong trường hợp có nghiệm thì chúng ta sẽ sử dụng tận dụng cái tính các đơn điệu của hàm số trên các cái khoảng, khoảng này. Sử dụng tần lượt, lần lượt để suy ra fx nhỏ fp.